Các bạn ạ, dạo gần đây là có tình trạng điện giật học đường, nên là các bạn đến trường nhớ đi đường cẩn thận nha. Đặc biệt là các em tiểu học nhớ đi đường cẩn thận. Và đấy, nhà mình cũng nắm mất điện và mình có một trò chơi cho bao giờ thử là mình thử chạm vào điện xem nó như thế nào. Và ok, mình sẽ chơi xem nó như thế nào nha các bạn.